Màu xanh, màu của thiên nhiên trong lành tươi mát, của an yên tĩnh tại, mạch nguồn khơi dậy luồng năng lượng tích cực, bước khởi đầu cho cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng. Lumia Boulevard, tâm điểm kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park. Với 37.000m2 tổng diện tích phủ xanh, có khả năng tạo ra khoảng 125 triệu lít oxy mỗi năm. Ấn tượng với 20.000m2 phủ xanh bởi 24 khu vườn xanh thẳng đứng dọc theo các tòa nhà. Độc đáo bởi 17.000m2 không gian xanh nội khu đậm chất nghỉ dưỡng. Lumia Boulevard nâng triết lý sống lên một tầm cao mới với hàng trăm tiện ích chuẩn quốc tế, sang trọng và tiện nghi. Nơi tuổi thơ con là những kỷ niệm vô giá, nơi ba mẹ thư giãn, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau những công việc bộn bề, áp lực. Nơi ông bà được an yên khỏe mạnh giữa miền xanh thiên nhiên trong lành. Sở hữu 5 tòa tháp mang tên gọi của những loài hoa và cây cỏ, Lumia Boulevard đem tinh thần sống xanh bao phủ khắp không gian, mở ra chất sống thời thượng với các căn hộ Garden House, Duplex, Penthouse sang trọng để chủ nhân danh giá được đắm mình trong không gian đẳng cấp quốc tế. Sở hữu vị trí kim cương với tầm nhìn 360 độ ôm trọn nội khu xanh mát, mang thiên nhiên vào nhà từ những khu vườn xanh thẳng đứng. Nằm ngay trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, Lumia Boulevard được bao bọc bởi vành đai xanh từ công viên 36 hectare hàng đầu Đông Nam Á, hồ điều hòa rộng lớn, sông Đồng Nai và sông Tắc bao quanh, tạo thành một miền xanh trải dài bất tận. Thừa hưởng hệ sinh thái All-in-One của Vingroup với trung tâm thương mại Vincom Megamall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, đại lộ ánh sáng, bến du thuyền Manhattan Glory, mang đến cho chủ nhân Lumia Boulevard sự tiện nghi, đẳng cấp, tiếp giáp đường vành đai 3 và các nút giao thông huyết mạch. Từ Lumia Boulevard dễ dàng di chuyển khắp các nơi nhờ hạ tầng siêu kết nối. Lumia Boulevard xứng danh siêu phẩm bất động sản xanh mang đẳng cấp quốc tế, được bảo chứng bởi các đối tác hàng đầu trên thế giới. Không gian sống xanh duy mỹ cho chủ nhân thời thượng, để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống nghỉ dưỡng, tiện nghi đúng nghĩa bên trong và bắt trọn nhịp sống năng động hiện đại bên ngoài. Nơi đẳng cấp được khẳng định và thăng hoa. Lumia Boulevard, kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park.